하게 됐네. 마켓 베어링. Chỗ này là chợ người tàu cho châu Á. Có nhiều đồ ăn, đồ uống, hoa quả các thứ. Tí nữa, một tiếng nữa nó sẽ đóng cửa 2 ngày. Thế nên bây giờ cái gì cũng rẻ hết. Thỉnh thoảng bọn con đi giờ này để mua được đồ rẻ. We need carrot, onion, lettuce, and some veggie for tomorrow hot pot. I don't really remember Calypso. Wow, 이거 Calypso 크다 해봐. Ở đây loại gì cũng có. Mix and match 3 for 10. Ah, you got $1. Ah, you got 3 for 10. Blueberries. In Ani now it's $1.50. Oh. Huh? I don't know. Cheche. Don't worry. Two cherry tomato and one tentacle. Yeah? Cheers, thank you.
xem mua được những gì nhá. Bao nhiêu tiền? Bye bye. Hôm nay đi chợ châu Á mua được những thế này. Cái này là súp lơ. Súp lơ. Cái gì đấy? Cái này con mua có 50 cent một cái thôi, mà trong khi bình thường con mua ở chợ là 3 đô rưỡi, rẻ được 1,7. Dưa chuột bình thường mua 8 đô một ký, mà cái này mua có mỗi 2 đô một ký thôi, hết hơn 1 đồng. Cái này bình thường mua 9 hay 10 đồng một ký, hôm nay mua cái túi này chắc phải được đến 400-500 gram mà có 1 đô thôi. Cái này bình thường 2 đô, hôm nay có 80 cent thôi. Cái này 2 đô hôm nay, quả rất là to. Cái này bình thường 4 đô một hộp, mà hôm nay mua có 1 đô một hộp. Nấm bình thường mua 12 đô một cân, chỗ này 500 gram nhưng mà mua có 2 đô thôi. Cái này bơ to, bình thường mua chắc là khoảng độ 3 đô một quả, nay mua 2 đô 3 quả. Cà rốt 1 đô 1 cân, bình thường mua là 2 đô rưỡi. Này xà lách, bình thường mua 3 đô 1 cái này, nhưng hôm nay mua 1 đô 1 cái. Tất cả chỗ này hết hơn 14 đô, là hết khoảng độ 250. Chắc là rẻ phải được 4 hay 5 lần, bình thường chắc phải mua hết 1 triệu, hơn 1 triệu. Nhưng mà cái chợ này nó ở trong thành phố, cách bọn con chắc phải khoảng độ 20 km. Thế nên là trong 1 năm đi 1 lần. Xong rồi ạ.